Gửi đến bà con cô bác anh chị và các bạn một trích đoạn rất là quen thuộc được mang tên Máu nhuộm sân chùa. Xin mời cô bác anh chị các bạn thưởng thức. Kìa, ông là ai? Thưa bà, tôi là một kẻ từ miền xa xôi lắm, đạp sơn hà gió tuyết trở về đây. Để làm gì? Để kể cho bà nghe một câu chuyện. Chuyện gì? Chuyện bắt đầu của một người con gái, chuyện thương đau của một kẻ đắng tình. Đêm hôm qua tôi cùng về nhà nói ngồi ngang phố, thời mấy người con gái ấy đã sang sông. Thôi ông ơi, ông đừng làm cho tôi thêm bàng hoàng xúc động. Thôi ông hãy đi đi, ông hãy đi đi. Bà ơi, tôi sẽ ra đi để tìm đưa mùa thu vào trong giấc mơ buồn bã. Rồi có một chiều nào dừng dẫn nơi quán lạ xinh, dạ, bà dừng lại phút giây hoài niệm kẻ đắng tình. Tôi đã ra đi là chấp nhận cho mình một cuộc sống bên trời cô độc như loài buồn.
Xin cảm ơn tấm chân tình của bà con, của bác rất nhiều. Dạ xin cảm ơn rất nhiều.